Được chào toàn thể các bác, anh chị em, các chú, các bác nha. Đang ở chỗ 489 phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Ở đầu chỗ triển lãm nông nghiệp, chỗ Hoàng Quốc Việt với lại Phạm Văn Đồng ấy các bác nhé. Đấy thì đang có festival nông sản và làng nghề lần thứ nhất. Đấy thì chuẩn bị khai mạc rồi. Rất là nhiều mặt hàng nông sản, trong đó thì có cả bày trí bonsai cây cảnh. Thì bây giờ tôi xin phép tôi vào xem không gian bonsai cây cảnh ở trong này như thế nào các bác nhé. Đấy, còn các bác đến đi chơi thì có thể vào tham quan mặt hàng nông sản ở đằng kia rất là nhiều. Chuẩn bị khai nhà khai mạc rồi, đang có múa lân và đón tiếp đằng kia rồi. Xin phép vào luôn nội dung chính là bonsai các bác. Ngay ở bên phải cổng vào, cổng chào vào thì thấy ngay một cái sung rất là to kìa. Đây có trong cái khuôn khổ của triển lãm nông sản ấy thì có cái bày liên hoan sinh vật cảnh thủ đô. Đây có cái phong đang treo đây thì các bác nhìn đây thôi và chi tiết đi. Ở đây thì mới vào nhìn thấy một cái xanh kia rất là đẹp, cái sung kia rất là to. Đấy, thì tôi xin phép vào nhé. Bạn cứ quay từ đầu đến cuối đi các bác nhỉ. Cố gắng ra xem chơi các bác nhé. Kích cầu năm mới, không khí mùa xuân. Cái tùng La Hán, đầu tiên là cái tùng La Hán, cái tùng rất già của anh Nguyễn Văn Mười. Rất nhiều cây các bác, tôi sẽ chỉ đọng lại ở những cái cây nó ấn tượng. Đấy, gốc hoa hồng. Đây là quả bích sa, lỗi chắc là không nên sờ vào. Đấy, các bác nghe thấy nó chuẩn bị bắt đầu khai mạc đấy. Rất điều đà, rất già, đi xăm trái, xăm núi trái. Xăm núi trái, nghệ thuật. Cây cao tầm 35 phân, 35 đến khoảng độ 40 phân. Chiến rất là nhiều nơi, triển lãm hội chợ nào cũng có mặt, nên là không hạn gì cây này các bạn. Cây xanh quê dáng làng rất đẹp, xanh quê dáng làng. Xanh si, dòng xanh si thì tên khoa học của nó, tên quốc tế ấy, là nó gọi là ficus. Và tên thật chi giang. Một cây cỡ tầm trung chứ không phải mini đâu các bác, cây cỡ tầm trung rồi. Cây này phải hai người hai đầu tiên. Cây dáng rất cổ thụ, rất làng. Thiên nhiên đúng hơn chứ không
thực tế họ không có biết rắn làng là gì. Rắn làng chỉ là nội bộ thì nói với nhau như vậy. Bác cứ khai mạc đi, em cứ ở ngoài này. Rất nhiều mặt hàng nông sản, đồ mỹ nghệ các bác nhé, nhiều lắm. Mà đi chơi vào đây thì tuyệt vời rồi. Một cây xanh, có chân bệ mini nhưng mà có chân bệ rất là đẹp. Và điệu đà, điệu đà. Chân bệ nó vẫn rất vững chãi, một cây hơi có chút dáng siêu, vẫn rất là điệu đà. À, tiếp theo một cây linh sam rất là cục, rất là cục. Đó, nhìn cái bông tán, tôi xin phép tôi không sờ vào, tôi chỉ quay. Đấy, cái thân nó được làm rất là sạch sẽ, chân bệ này các bạn. Đấy, các bạn đấy, có nhìn ngược lên sẽ thấy cái tán của nó. Thân của nó là to bằng bắp đùi con, bắp đùi thân đây nhé, cái phần bệ nó sẽ to hơn, mới lớn. Linh sam, cây xanh nữa, xanh cây này nhìn quen lắm, nhìn quen lắm. Không nhớ là của ai nhưng mà nhìn rất là quen. Ngày xưa thậm chí có sờ rồi, không nhớ. Cây mang phong cách thiên nhiên, mang phong cách của cây đa đầu làng. Một số bác có thể gọi là xanh dáng đa. Ui, chúng ta nhìn thấy nó giống cái gì chúng ta gọi. Đấy. Rất cổ thụ, dáng rất rất cổ thụ. Chúng ta chỉ xem một mặt thôi các bạn, bởi là phía bên này là bên đằng trong một kín, mà mình cây bày mình không thể xoay đi tới lại được. Đấy, một cây mà làm răm ra thì rất là đẹp như này. Bên này răm răm người ta mới chỉnh lại, cho nên là nó chưa được mướt. Nhìn ra nó sẽ đẹp luôn các bạn. Nhìn cái đầu răm nó còn chưa được gọn gàng. Đấy. Nó là một cây dáng rất đẹp. Có nên chăng cái rễ này thì sẽ còn có một số phương án khác nhau. Nó là một cây đẹp. Nó là một cây năm thân đấy, năm nhánh. Ok, đã có hai cây xanh rất là hay rồi. Linh sam rất nhiều, linh sam rất nhiều, linh sam, linh sam. Đấy, cố gắng quay để các bác hình dung nó dễ nhất. Không chỉ là dáng dấp mà còn những đường chạy của nó. Cây hoa giấy hai màu vàng đỏ, vàng đỏ. Đây, cây xanh chuẩn. Những cây xanh kia thì quen thuộc rồi. Còn cái cây sung rất khủng kia tí nữa chúng ta quay. Sẽ là điểm nhấn của cái video này các bác nhé. Mặc dù mấy cây xanh rất đẹp nhưng mà ở đâu các bác cũng thấy rồi, nó là quen thuộc rồi.
dưới đây nhìn nào, khá ổn các bác, đẹp đẹp. Xuống đây mua sắm kích cầu tiêu dùng Tết các bạn. Nhìn xa. San núi trái. Alo. Đang ở Hà Nội. Ôi chờ trời lắm. Mai xuống thủy. Mai xuống thủy da đen. Mai xuống thủy da đen. Mai xuống thủy da đen. Chắc là cũng người của anh Quân thì phải. Không nhớ. Quân sớm rất chịu khó đi chơi. Đấy, đằng sau chỗ Trương Ngọc đây. Đó. Chúng ta vẫn có, ở chỗ Nhà Huế. Ừ, bên Trương thì nói. Nó hơi cao nên là mình rất khó quay được hết các mặt. Quay được mặt chính diện. À. Bắt đầu khai mạc rồi. Cái này mà được cái bệ của nó theo thời kỳ thân ở đây. Hôm đó giờ biết cách kiện nó của bao nhiêu. Nu da đen. Nó bảo là nó bán đấy. Các bạn nhìn thấy dễ dàng nhìn thấy cái bệ cái phần từ thân ra được phân nhánh tán thì đẹp. Còn cái bệ thì chưa theo kịp. Được, nó là một cây rất là đẹp rồi, rất được giá trị. Đấy, cái sùng này các bạn nhé. Sùng này thì hơi khó đứng để quay mà nó một cây rất là to các bạn. Nó sạch sẽ. Sẽ đứng xa một chút. Ồ, nơi này có một cây đào thất thốn các bạn. Tôi chưa rõ, chưa xác định tí đâu sẽ ra. Xem nó cái sung này. Những cái vị trí quả này. Vòi quả rất là nhiều. Vòi quả chân bệ được làm trên chậu lâu năm. Những bệt cũng đang theo đuổi phong cách cắt giật. Âm nhạc hơi ồn quá, thông cảm nha. Rất nhiều vòi quả nhưng mà là có vẻ như vừa hết lứa quả, chín hết rồi. Hay đúng không các bạn? Tôi quay cái biển xem nó có tên và đây. À, Sư Hồng. Sư Hồng. Sư Hồng. À, Sư Hồng Việt Hội City vậy. Oh,
thiên nhiên của nó, và nó ấn tượng đến chỗ là cái đoạn thân nó sạch, xương nó nhánh nhánh nó quấn với nhau, và cái thân rất là sạch với tận đầu răm ấy, thì cảm giác rất là già và trẻ. Cây si rắn cổ, cây si như này bây giờ hiện tại đang rất là giá trị đúng không? Giá trị cả về kinh tế lẫn cái độ nguy hiểm của nó, cái độ tuổi. Dày, rất là dày mà thoáng các bạn nhé. Đấy là cái kỹ thuật làm răm. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ta Đối Thân Một Trái Tim Hồng của tác giả Ái Vân đã bắt đầu cho chương trình biểu diễn của tuần chào mừng thanh bản phát thanh của tác phẩm công nghiệp và làm nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị biểu cho tác phẩm công thức giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa và ca sĩ Dư Ly với ca khúc Đất Nước Tình Yêu xin được cùng nhận. Thay mặt sau của Tân Thăng ngày xưa được cả hai mặt rất là đẹp, rất là lạ, rất là lạ. Nói chung cái bộ này là cả hai mặt đều chơi được hết. Cái này mặt này thuận hơn. Mặt này có vẻ thuận hơn. Nó có chiều sâu hơn.